khi mà gặp nhau một phát là bắt đầu là bàn tán xôn xao về cái vấn đề đó là nuôi tôm chi phí ngày càng cao, trên đầu bạc cũng vậy và trên đầu đất cũng vậy. Nhớ lên những cái câu chuyện mà ngày xưa mà chúng ta nuôi tôm á, thì cái vấn đề chi phí á, và cái tỷ suất lợi nhuận hình như nó là ok. Ví dụ như một bầy tôm nhưng mà ta bán 200 triệu chúng ta lời được 100 triệu, hoặc là bán 300 triệu chúng ta lời được khoảng 150, 130, tệ nhất cũng phải 120. Nhưng bây giờ thì cái câu chuyện nó khác, nó đang giảm lợi nhuận xuống. Một á, nó sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Về chi phí đầu vào tăng cao, thứ hai là về gì đó rất là nhiều. Nhưng mà có một câu chuyện gì muốn quay lại nói về ngày hôm nay, đó là về cái vấn đề chúng ta nuôi, đó là thời gian nuôi tôm chúng ta dài hơn những ngày đầu tiên. Vì còn nhớ mà ngày khi mà gia đình mình nuôi hồi giai đoạn mà tầm khoảng năm 2010 ở vùng đất của Duy nha, là tầm khoảng năm 2013 là bắt đầu nuôi thẻ, nhà cha Duy bắt đầu nuôi thẻ năm 2012 thì còn nuôi sú, thì 13 rồi đầu là bước vào nuôi thẻ. Nhưng mà cái tốc độ thẻ mà lúc ban đầu nuôi á, nó rất là nhanh lớn, và những cái năm đó hình như là tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cao, lời hơn 50% vẫn có rất là nhiều. Ví dụ chúng ta bán 300 đôi khi lời 160, 170 luôn, chứ không phải là lời 150 nữa, là cái tỷ suất lợi nhuận lúc đó nó cao. Tại vì cái lúc là có một cái mấu chốt là nằm ở chỗ là cái thời gian nuôi á, là hơn lúc trước á, là rất là ngắn. Còn trên đầu bạc cũng vậy, chúng ta cảm thấy lúc đầu tiên chúng ta nuôi năm bước qua 2016, 17, 18 là bắt đầu đỉnh điểm nuôi cao bạc. Và giai đoạn đó chúng ta nuôi hình như là cái thời gian nuôi á, chúng ta nó không có dài như bây giờ, và hình như bây giờ là chúng ta thời gian nuôi của mình bắt đầu dài ra. Dài vì sao đây? Có rất là nhiều nguyên nhân, mà chính vì cái thời gian dài ra, ví dụ dài ra hơn một tuần. Giai đoạn trước á, chúng ta nuôi tầm khoảng 80 ngày nó về được 30 con, hoặc là 90 ngày nó về 30 con. Nhưng bây giờ chúng ta về 30 con đó mất tới 120 ngày, mất thêm 20 ngày, mất thêm 2 tuần, thì cái thời gian nuôi kéo dài ra, đó là một cái mấu chốt mà làm chúng ta tăng chi phí. Mà vì xí sâu về hôm nay, mà để giảm cái thời gian nuôi á, là giảm cái chi phí, không phải là nói về cái vấn đề là giảm tuổi thọ nha. Có nhiều con nói giảm thời gian nuôi, tao nuôi giảm thời gian nuôi là hàng đầu, nuôi tầm cỡ tháng gửi tao thành công giảm thời gian nuôi. Không phải, cái câu chuyện mà giảm thời gian nuôi là có nghĩa là chúng ta tới ngày mà đạt đích thành công, nhưng mà chúng ta giảm thời gian. Ví dụ như mục tiêu chúng ta nuôi về 40 con, chúng ta giảm thời gian xuống hơn ví dụ trước, hơn cái thời gian trước, thì chúng ta đã có kết quả tốt. Và cái thời gian nuôi giảm bằng nhiều cách khác nhau. Một á, là lựa chọn những cái mẻ giống nào á, nó ưu việt tí, tốc độ lớn nó thần kỳ tí. Giai đoạn này chúng ta nên chọn những cái mẻ giống đó, là về cái mảng giống, cái câu chuyện rất là dài. Anh em nào nuôi bán tôm giống gì đó, chia sẻ cái này mạnh hơn chút. Vì hôm nay thì chỉ nói về cái vấn đề khác. Duy thì chuyên bên thuốc và về những cái bổ sung, thì có một số mấu chốt mà để bổ sung, đó là làm cho rút ngắn thời gian nuôi lại. Về cái vấn đề giống thì nãy Duy nói tôi tốt đầu tiên. Một cái thứ hai nữa, chúng ta quản lý kiểm soát về cái áp lực dịch bệnh. Con tôm mà nó không bệnh á, là rất là đỡ tốn thời gian. Cái câu chuyện này nói chung á, thì chúng ta may mắn mà chúng ta được vào bầy tôm mà nó khỏe mạnh á, thì nói gì đúng không? Ví dụ như nó không bệnh vì phân trắng mà chị cái mắt cũng cả tuần, hoặc là trễ hơn là 10 ngày, 17 ngày, hoặc là bầy tôm á, nó khỏe mạnh về gan, về ruột thì nó sẽ rất là mạnh. Và một cái thứ ba nó để chúng ta rút ngắn thời gian nuôi á, bên Duy có một cái bộ mà Duy thấy được á, khi chúng ta nuôi mà thời gian nó càng dài á, bắt đầu là chúng ta phải quan tâm và chúng ta phải nghiên cứu sâu về cái bộ là rút ngắn về thời gian. Đó là cái bộ tăng trọng. Bên Duy có 3 sản phẩm về tăng trọng. Đó là một cái bộ tăng trọng, bên Duy là cái bộ mà tầm khoảng 45 ngày á, chúng ta tập trung, chúng ta sấy sâu vào, chúng ta rút ngắn, chúng ta giảm cái đường đi. Cũng giống như khi mà ở Việt Nam mình nó đang đó là xúc tiến về đó đầu tư cao tốc. Đầu tư cao tốc á, là cũng đang rút ngắn thời gian. Ví dụ chúng ta đi từ Bạc Liêu lên Sài Gòn, mà ngày xưa chúng ta đi là mất 6 tiếng, thì có phải là chi phí cao không? Ăn nhiều hơn, rồi ghé nhiều hơn, rồi dầu mỡ tốn nhiều hơn đúng không? Nhưng mà bây giờ rút lại còn 3 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 4 tiếng thì nó sẽ rất là đỡ tốn chi phí. Đó là về cái rút ngắn thời gian. Và cái bộ tăng trọng này nó giống như đại lộ, giống như cái đường cao tốc hồi nãy gì nói vậy đó. Khi mà chúng ta một là sẽ có một cái sản phẩm là UX Round, là cái bộ siêu tăng trọng. Và cái này, cái sản phẩm này nó sẽ kích con tôm phát triển tốt, hoàn thiện về cái cơ của con tôm á, để cho nó mập tròn đều con tôm ra. Và thứ hai á, là cái sản phẩm về đó là Aramax. Cái sản phẩm Aramax là cái giai đoạn mà nó kích mồi á, vào những cái cử, tại vì con tôm á, nó là một cái động vật, đôi khi nó sẽ có những lúc là bị thời tiết nó sẽ yếu ăn, hoặc là nó sẽ bị về những cái lúc mà nó trạng thái nó lột nhiều rồi nó yếu ăn, thì khi mà chúng ta bổ sung những cái cử mà ăn yếu á, kích mồi lên,
vừa tăng trọng vừa kích mồi lên thì nó sẽ ăn mạnh lên. Một cái thứ ba nữa là về cái nông to đường ruột. Cái nông to đường ruột đó giống như cái bít tông xe mình vậy đó, những cái anh mà độ xe là ưa có biết gành vô này nè. Khi mà chúng ta nông to đường ruột tôm ra đó thì nó giống như là nông to cái bít tông ra, là mình thấy được á, là ví dụ như xe lồng 50 mà mình nông cái bít tông bự lên thì bắt đầu là nó mạnh hơn. Thì khi mà tôm mà nó ruột khỏe đó thì bắt đầu là nó sẽ tốc độ lớn nó sẽ nhanh hơn, và chúng ta sẽ rút ngắn tăng cái tốc độ của tôm lên và sẽ rút ngắn cái thời gian nuôi, đỡ tốn chi phí. Và cái trong cái bộ trộn thì sẽ có là khoáng nữa. Khoáng thì nó tái tạo vỏ, để con tôm nó khi mà nó lọt vỏ liên tục thì bắt đầu là nó sẽ tái tạo. Thì đó là về cái bộ trộn tầm cỡ 45 ngày để chúng ta rút ngắn thời gian và chúng ta tăng lợi nhuận trong giai đoạn này. Và đó là một cái giải pháp mà bên Duy thì bên đơn vị đó là chia sẻ về thuốc men, cũng như đơn vị kinh doanh về thuốc men thủy sản. Thì Duy có một cái đó là mấu chốt để nói với bà con, đó là cái vấn đề về chúng ta giảm chi phí nuôi bằng cách đó là rút ngắn thời gian. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản như cái đại loại là cái đường cao tốc hồi nãy vậy đó. Thì bà con có cần những cái sản phẩm này hay là tư vấn chi tiết hơn á thì cứ điện cho Duy. Thì những cái gì mà thực tế và những cái gì mà trải nghiệm á thì Duy sẽ đồng hành cùng bà con để chúng ta có kết quả tốt, gắn kết với nhau thành công hơn cho ngành tôm Việt Nam hay là ngành thủy sản Việt Nam. Rất là cảm ơn quý bà con, quý anh em đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy, hoặc là một những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản, nông nghiệp, giao hàng toàn quốc miễn phí ship. Xin chào, hẹn gặp lại, xin chúc cho các bạn một vụ thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào.